Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát và đây là Hỏi Đáp cùng An Phát số 11. Hôm nay mình và anh Tiến ở đây để giải đáp những thắc mắc của các bạn. Và không để mọi người chờ lâu, chúng ta hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Và câu hỏi đầu tiên là câu hỏi đến từ của bạn Nam. Thì bạn Nam mua hai bộ 12.700k đều tự tay lắp, một bộ cho khách và một bộ cho cá nhân dùng. Mặc dù cùng là dòng Y7 nhưng mỗi con lại có số cách khác nhau. Em có xem một số review trên YouTube và các trang thì 100% L1, L2 đều hiển thị 1M và 12M, trong khi một máy báo là 980 và máy kia là 1M. Anh giải thích cho em với ạ. Cái trường hợp này của bạn thì là giải thích là do cơ chế bài ốt của từng bô mạch chủ, và đặc biệt nó xảy ra trên một số bô mạch chủ của Asus. Thì cái trường hợp này để mà mình giải quyết vấn đề này là: một là nâng cấp BIOS, hai là mình có thể tắt cái tính năng ảo hóa VT-D trong BIOS, hoặc là enable cái tính năng Zabbix Storage thì sẽ giải quyết được vấn đề này. Cảm ơn câu trả lời của anh Tiến, và chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi thứ hai của bạn Văn Linh. Anh có thể chia sẻ một số công cụ giúp kiểm tra hiệu năng khi ép zoom của các linh kiện trong hệ thống PC mà anh cho rằng hữu ích không ạ? Vì em thấy nhiều phần mềm quá mà không biết nên dùng phần mềm nào. Thực ra thì với kinh nghiệm như của mình thì mình chỉ sử dụng khoảng một vài phần mềm để mà đo được cái độ hiệu năng cũng như là độ ổn định của hệ thống. Nếu mà ép xung CPU thì mình hay dùng cái phần mềm Cinebench R23, vì Cinebench R23 nó sẽ giúp cho mình phản ánh đúng cái thực tế mà các cái phần mềm mình dùng trong thực tế nhất. Còn nếu mà dùng Prime 95 thì mình thấy hiện tại nó hơi thừa, vì nó sẽ đẩy cái điện năng lên cao nhất và vô tình là làm cho nóng cũng như là khó stable hơn. Các cái phần mềm khác như là Heaven Benchmark hoặc là 3D Max Time Spy ấy, thì cũng là những các cái công cụ mà giúp cho các bạn đánh giá được cái hiệu năng của hệ thống khi mà ép xung CPU hoặc là GPU hoặc là RAM. Thì như mình kể trên. Còn nếu ép xung RAM thì có phần mềm Aiza 64 thì chúng ta sẽ đo được cái băng thông và độ trễ của RAM khi mà chúng ta tiến hành thay đổi các cái thông số về tham minh. Và đây là cái phần mềm rất là hữu dụng mà mình thấy rằng là khi nếu trong trường hợp mà các bạn cần để mà đánh giá hiệu năng toàn hệ thống khi ép xung thì là các phần mềm mình cài trên là đều là phù hợp. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3 của bạn Minh Quân. Thì bạn Minh Quân có hỏi là: em có một ổ HDD cài sẵn Win nhưng cài nhiều phần mềm sẵn. Giờ em mua một ổ SSD mới mà không muốn cài lại Win thì có cách nào để chuyển dữ liệu từ HDD sang SSD không ạ? Thực ra cái cách này thì như mọi người và rất nhiều người cũng đã biết, đó là cái thuật ngữ gọi là cloning, tức là tiếng Anh dịch ra nhân bản ấy. Thì có rất nhiều phần mềm để làm được điều này. Tuy nhiên là trong trường hợp của bạn thì cũng như là mình hay làm ấy, thì mình đề xuất cái phần mềm Armor Partition Assistant. Đây là một phần mềm rất là phổ dụng và hữu ích cho các bạn nào muốn clone disk, sao chép hệ điều hành này sang hệ điều hành kia, dữ liệu này sang dữ liệu kia trên một ổ đĩa. Thời lượng để mà di chuyển dữ liệu từ ổ này sang ổ khác thì nó phụ thuộc vào cấu hình máy, phụ thuộc vào cách thiết lập của các bạn cũng như là cái dung lượng, cái dữ liệu mà được chuyển sang, thì có thể là mất từ 23 phút hoặc là 1 tiếng, tùy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Duy Anh. Thì bạn Duy Anh có hỏi là nguồn single rail với multi rail là như thế nào với anh ạ? Thì thực ra nguồn single rail với multi rail nó khác nhau, đó là single rail là một đường 12V duy nhất và multi rail là có từ hai đường 12V trở lên. Hầu hết tất cả các cái linh kiện điện tử trong hệ thống PC bây giờ sử dụng cái đường 12V là chủ yếu. Do đó thì cái việc mà các bộ nguồn hiện đại bây giờ là chủ yếu là có tính gọi là single rail. Tuy nhiên thì về mặt chi phí sản xuất thì một bộ nguồn multi rail sẽ đắt hơn so với một bộ nguồn single rail, vì lý do an toàn, vì trên mỗi cái bộ nguồn multi rail nó sẽ được trang bị tính năng OCP là bảo vệ khóa dòng trên mỗi cái đường 12V và nó mang tính an toàn cho người dùng nhiều hơn. Tuy nhiên thì với những cái bộ nguồn mà multi rail thông thường ấy thì người dùng khó khăn hơn trong cái việc thiết lập về cái việc mà tiêu thụ điện năng cho từng cái linh kiện trên hệ thống PC, ví dụ như là VGA một đường riêng, rồi CPU, RAM các thứ một đường riêng. Và nếu mà trong trường hợp mà chúng ta sử dụng các cái đường nó vượt quá mức cái công suất mà cấp trên mỗi đường ấy thì nó sẽ là cái tính năng OCP nó sẽ tự ngắt và nó vô hình chung nó gây phiền toái cho một số người dùng thôi. Và hiện tại thì các bộ nguồn công suất thực trên thị trường ấy đều có các chế độ bảo vệ an toàn cũng như là các chỉ số linh kiện nó tốt. Do đó chúng ta cứ yên tâm sử dụng với các bộ nguồn single rail. Tiếp theo là câu hỏi đến từ bạn Hoàng Long. Thì bạn Hoàng Long có hỏi là: anh có đánh giá gì về dòng Avasonox RGB 3600 như hiệu suất cũng như là khả năng ép zoom không ạ? Avasonox RGB là một cái dòng RAM phân khúc cao cấp của hãng Avasonox. Trong trường hợp câu hỏi này thì bộ nhớ Avasonox này cũng là một trong những bộ nhớ đỉnh cao.
vì nó sử dụng cái chip sàn Hynix DDR. Đây là một trong những cái chip nhớ Hynix tốt nhất ở thời điểm hiện tại cho khả năng ép xung cao. Và bản thân mình đã thử nghiệm cái dòng bộ nhớ này từ ép xung từ 3/6 lên 4/8 với tham minh là CL18262626 và nó mang lại hiệu suất cao nhất. À, bây giờ sẽ là đến với câu hỏi cuối cùng, câu hỏi đến từ bạn Hoàng Quân. Thì bạn Quân có hỏi là em được bạn tư vấn mua bo mạch chủ Z690 Pro AS của ASRock. Điều em băn khoăn nhất là bo mạch chủ này chạy được với vi xử lý nào và em mua về để chạy cùng với cả 12.700K render nặng ạ. Thì bo mạch chủ ASRock Z690 Pro AS này là một bo mạch chủ ở phân khúc chủ đạo dành cho những cái tín đồ ăn chắc mặc bền. Muốn sử dụng các cái tính năng của dòng Z690 mà chi phí bỏ ra nó không cao. Và trong trường hợp của câu hỏi của bạn thì mình đã thử nghiệm cái bo mạch chủ này cũng như là phân tích cái mạch VRM trên bo mạch chủ này và nhận thấy là nó cân hoàn toàn ổn định vi xử lý 12.700K hoặc các cái vi xử lý Intel Gen 12 ở mức loát là 240W đổ về. Tất nhiên nếu các bạn muốn hệ thống tối ưu hóa một chút thì mình có thể là giảm VCO một chút, xong đẩy LLC về level 1 và chỉnh lại power limit thành khoảng 220W cho 12.700K thì là hiệu năng sẽ tối ưu nhất và như vậy là các bạn sẽ yên tâm sử dụng lâu dài. Vâng, cảm ơn anh Tiến. Và đó là câu hỏi cuối cùng của buổi hỏi đáp ngày hôm nay. Và nếu các bạn còn thắc mắc nào thì hãy comment ngay bên dưới để cho chúng mình có thể giải đáp trong số tiếp theo. Hẹn gặp mọi người trong những video sau.